Dạ vâng, Audio Đạt Gò Vấp xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Audio Đạt Gò Vấp. Và bữa hôm nay anh em mới về được một chống cơm với mã model là Victor RX70 dạ. Máy về còn rất đẹp, đặc biệt còn remote zin dạ. Đây là remote zin theo máy luôn dạ, RX70. Và quay đeo luôn dạ. Cái này là phần để remote trong đây, cái túi để remote dạ. Hàng nguyên bản từ Nhật về còn rất mới dạ, để nước sơn zin theo máy. Máy chơi rất là đa năng, thứ nhất là phần đĩa CD dạ, đĩa CD rất là tốt. Thứ hai phần băng cassette dạ, để băng cassette chế độ đây. Thứ ba là tuner, phần radio của máy. Và phần AUX kết nối thiết bị từ bên ngoài vào dạ, nghe rất là hay, để phần băng cassette dạ. Và cái phần mà băng keo vẫn còn nguyên zin nhỉ, vẫn còn nguyên thôi. Máy cho ra chất âm rất là hay dạ. Và có sử dụng là hai loa bass và hai loa sub cộng hưởng hai bên dạ. Đây là volume tổng. Đây là phần chỉnh bass dạ, super bass đây. Rất là đẹp mới. Bây giờ em sẽ quay mặt phía sau của máy dạ. Dạ vâng, đây là mặt phía sau của máy dạ. Đây là nguồn điện AC là 100V ở đây dạ. Và cộng optical và cộng line in kết nối ở đây và anten nhìn theo máy. Máy còn rất đẹp và liền lạc. Đẹp từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới luôn dạ. Đây là tem của máy. Hàng nội địa Nhật về dạ, còn rất là mới. Bây giờ em sẽ đi vào phần mà test tất cả các chức năng của dòng chống cơm RX70. Quý vị nào có nhu cầu sở hữu lạc với em qua số điện thoại 0938 303 454 Đạt Gò Vấp. Rất mong nhận được sự đăng ký kênh từ toàn thể quý vị và các bạn. Quý vị bấm nút đăng ký kênh sẽ nhận được những video bên audio Đạt Gò Vấp sớm nhất có thể dạ. Thì phần đầu tiên em test cái phần đĩa CD này trước dạ. Em bật cái đĩa CD vào và em chọn chế độ CD. Đây là volume dạ. Đây là bass là gì? Bass là đây dạ. Cái là chuyện tông nhạc đây. CD hát tốt rồi dạ, em test cái phần băng cassette.
Dạ vâng, cái phần mà tap hát rất là hay dạ. Cho ra chất âm tiếng rất là chắc. Và em test cái phần một tuner của máy. Theo tin tức môi trường tại phần đầu chương trình, nhằm nâng cao nhận thức cho các bạn sinh viên về bảo vệ môi trường rừng và bảo vệ động vật hoang dã, câu lạc bộ Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục nghệ thuật, thể thao trong hơn 5 năm qua. Đi đâu mà bây giờ mới về? Em chạy vô bệnh viện với ông Bin, con bị sốt xuất huyết anh ơi. Cha với ông nội bà nội. Mà ngược lại, đấy là một sự thân trọng. Chị Anh, cái hình mà radio thì là full 1.8 nó giảm bắt được tất cả các đài của Việt Nam. Dạ em đã test thôi tất cả các chức năng rồi. Quý vị nào có nhu cầu sự liên lạc với em qua số điện thoại 0938 303 454 đặt Gò Vấp. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.